Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Tài. Sáng hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2023. Thì đầu giờ này cũng có khán giả tới rồi cả nhà. Giờ này 7 giờ 39 phút rồi. Dạ con chào chú. Chào mấy chú. Mình ở đâu tới đây mấy chú à? Sài Gòn. Mình ở Sài Gòn hả chú? Mình đi xuống đây luôn hay là mình có dịp gì xuống đây ạ? Có dịp xuống đây ha. Dạ, không quý luôn. Cô chú đến đây để thắp hương cho cậu Năm Vũ Linh cả nhà. Mình ở Sài Gòn, mình ở dưới mình gần nhà của chú Vũ Linh không chú? Mình ở quận mấy gần nhà? Gò Vấp ha. Ồ, Gò Vấp cũng gần á. Dạ đúng rồi, tại vì cậu Năm Vũ Linh thì ở Phú Nhuận. Dạ, quá quý luôn. Cả nhà. Chú từ Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh đến đây để viếng mộ của cậu Năm Vũ Linh. Thì biết thông tin cậu Năm được an nghỉ tại đây nên mấy chú có gọi là đi đưa tang nên mấy chú đã xuống đây để viếng mộ, thắp nén hương và hồi hướng cho cậu Năm Vũ Linh. Quá tuyệt vời luôn. Chú ơi, chú cho con hỏi, chú đến đây viếng là mấy lần rồi chú? Cũng đến nhà chú cũng có đâu kia, người thân đó chú. Dạ. Dạ, chú đến đây nhiều lần rồi ha. Cô chú đến đây. Dạ, gần đây hả cô? Dạ. Mỗi lần tới thì nhà nhưng chết sau, dạ. sau mấy ngày. Sau mấy ngày hả? Dạ. Mỗi lần tới thì mình có thấy mộ cổ Năm thay đổi khác lạ gì không chú? Đẹp ha. Dạ. Dạ. Quá quý luôn. Trong nhà. Dạ. Ở đây thì được thơ cùng tây mô, ở đây ẩm quá. Dạ. Cũng chai cũng tây mô luôn. Dạ thì ở trên nhà cũng có. À. Trên nhà cũng có bàn thờ, dưới đây thì cũng có để cho khán giả đến viếng. Thì cũng 2 tháng rồi. Đã trải qua cũng 2 tháng rồi thì khán giả đến viếng cũng rất là đông. Không biết cô chú mình ở nhà có cập nhật theo dõi không, tụi con cũng có đưa thông tin đó. Dạ. Hôm nay người nhà 49 ngày. À, người nhà của cô ở đâu đó 49 ngày. Vậy là mình đã ghé đó chưa ạ? Ghé rồi ha. Giờ đi về. Dạ, đi về ghé đây. Dạ, con cảm ơn chú. Ủa chú, cái tay chú bị sao hả? Bị thương hả? Chiến trường Campuchia. À, quá quý luôn. Chú là chiến binh ha? Rồi chiến binh đi chiến trường Campuchia. Vâng, vâng. Quá quý luôn. Ồ. Năm 81 chưa? Dạ. Gần 47 năm rồi. Dạ, vậy là bây giờ chú là gọi là cái gì ta? Có công cách mạng hả chú? Thương binh 1/4. 1/4. Dạ, quá quý luôn. Đi viếng người thân ở đây, rồi ghé đây, rồi lại được gặp chú, chia sẻ là được gặp một... Cảm ơn chú. Dạ, con cảm ơn chú. Chúc nhiều chú nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Dạ, chào. Dạ, tạm biệt cả nhà. Dạ, cả nhà thì cô chú ở thành phố Hồ Chí Minh, quận Gò Vấp đã đến viếng mộ cậu Năm Vũ Linh trong sáng hôm nay. Thì là do có người thân được mất ở đây, được 49 ngày, đến đây để gọi là làm lễ 49 ngày. Nó nên ghé đây viếng mộ cậu Năm Vũ Linh. Sau khi mà viếng mộ thì em cũng có tâm sự hỏi đôi điều một chút xíu, tại vì mấy cô chú còn có việc phải về. Được biết là chú áo đỏ đó là chú là một chiến binh, là một chiến sĩ đã tham gia ở chiến trường Campuchia. Chú là người có công với cách mạng, đã bị gọi là mất một cánh tay. Thật là rất là quý luôn cả nhà. Hồi nãy thì chú có thắp nhang thì cầm một tay thì em thấy cảm thấy rất là xúc động rồi. Cầm cây nhang một tay rất là xúc động vì chú đã bị cụt hết một cánh tay. Sau khi tìm hiểu và hỏi thì mới biết chú là chiến sĩ đã giống như là bị thương binh 1/4. Đó, thì 1/4 thì em không biết 1/4 là thương binh hạng gì, loại gì nữa cả nhà. Thì nghe chú chỉ nói như vậy thôi. Thì em nếu cô chú anh chị nào thì biết thì chia sẻ nha cả nhà. Em cũng không biết là 1/4, 2/4 là như thế nào, thế nào nữa. Nhưng em chỉ nghe chú chia sẻ vậy thôi. Em hy vọng là hôm nay là
cuối tuần thứ bảy thì sẽ khán giả sẽ về viếng mộ cậu Năm Vũ Linh nhiều và đông để hồi hướng cho cậu Năm Vũ Linh. Mỗi một ngày đông hơn, mỗi một nén hương, mỗi một lời cầu nguyện là một tấm lòng của khán giả, cũng như là để cảm động đến trời xanh, cảm động đến Đức Phật A Di Đà, tiếp dẫn hương linh cậu Năm về với Phật, và cậu Năm sẽ được gọi là nhiều phước báo hơn. Thì em tin rằng nhân quả nó sẽ có thật. Nếu mình làm điều tốt thì tất cả sau này cuộc sống của mình nó sẽ được tốt. Mình bây giờ mình không mong cầu điều gì cả. Trước nhất mình làm bằng cái tâm của mình thiện thì cuộc sống của mình nó sẽ tốt hơn, đúng không cả nhà? Thì mấy ngày qua em cũng được nhận được rất là nhiều cái comment của cô chú anh chị, những bình luận trên kênh của em, những comment đóng góp ý kiến, những cái chia sẻ, những cái động viên rất là hay, rất là quý luôn. Wow, em đang chia sẻ thì lại em thấy có một đoàn xe, xe này là 24 chỗ cả nhà, đang tiến vào mộ của cậu Năm Vũ Linh. Đây, để em ra chia sẻ cho cả nhà nha. Không biết là đoàn xe này từ đâu đến mà lại ghé đây. Đây, wow, ngó xe này. Đoàn xe này rất là đông ha. Đây. Dạ, chào chú, chào cô, chào mấy cô. Chào cô. Dạ, gia đình mình từ đâu đến đây ạ? Bình Phước. Bình Phước, Bình Phước. Dạ, Bình Phước xuống. Mình từ Bình Phước xuống đây luôn hả? Bình Phước. Rồi mình có ghé đâu không? Hay là mình xuống đây, trực tiếp xuống đây luôn? Dạ, quá quý luôn. Thăm nghệ sĩ ha. Dạ, dạ, dạ bên đây ạ. Mộ bên đây ạ. Mình đi vòng qua bên đó ạ. Quá quý luôn, cô chú từ Bình Phước tới. Mình đi xe đó là đi bao nhiêu người trong đây ạ? Nó chắc khoảng 10 người. Mười mấy người ha. Đây. Cái này nghệ sĩ không ạ? Dạ. Dạ dạ. Dạ. Mình đến đây lần thứ mấy rồi chị ha? Đó, dạ. Dạ. Lần đầu tiên ha. Mình có hay theo dõi thông tin của cậu Năm không? Có. Có ha. Biết luôn. Mấy giọng này cũng khoái lắm rồi đó. Khoái lắm ha. Dạ. Rồi mình ở trong đây mình có nhang nha, mình vào thắp hương cho cậu Năm. Đây chú trưởng đoàn đây đúng không? Đây trưởng đoàn. Dạ con chào chú. Dạ chú từ Bình Phước tới hả chú? Dạ, ở Bình Phước xuống ghé thăm mộ bà già rồi ghé bên thăm Vũ Linh luôn. Dạ quá quý luôn. Thấy Vũ Linh mất cũng thương tiếc. Dạ. Bởi vì anh em cũng gia đình không? Dạ gia đình hết hả nha. Chú có hay theo dõi thông tin hàng ngày không chú? Có dạ. Con YouTube. YouTube ha. Dạ quá quý luôn. Chú lần đây là lần đầu tiên mình xuống lần ha? Lần đầu tiên mình xuống thì cái kỳ ra là đi đám tang đây thấy quay đông quá đông luôn. Dạ. Mà không có điều kiện xuống. Không có điều kiện xuống hôm dạ. Nay lại có ghé ha. Hôm nay ghé. Dạ. Ghé trước là mộ bà già là mẹ Việt Nam anh hùng. Đây đây gần. À ở gần cái không, mẹ Việt Nam anh hùng. Dạ dạ không biết cái khu đó không biết. Kỷ của bà ngoại nè. À vậy à. Đúng nha, xong rồi ghé vợ chú, dạ bà xã. Dạ, vậy là mộ của mẹ chú là mẹ Việt Nam anh hùng. Mẹ Việt Nam anh hùng. Mất lâu chưa chú? Nay cũng 5 năm rồi. 5 năm. Trước dịch 5 năm rồi đó. Wow. 109 tuổi. Dạ, 109 tuổi. Dạ, cái khu mẹ Việt Nam anh hùng đó con biết. Dạ dạ biết. Gần gần cái dưới đây xíu à. Đúng rồi đó. Dạ. Quá quý luôn. Lần đầu tiên chú tới thì chú thấy mộ cậu Năm như thế nào chú? Đây hả? Dạ đúng rồi, mộ cậu Năm Vũ Linh đây nè. Thấy cũng trang hoàng đẹp đẽ. À, trang hoàng sạch sẽ đẹp ha. Chưa có xây cái mộ chánh lên. Dạ chưa có. Dạ chưa có nấm mộ ạ. À. Dạ đúng rồi, mộ đó ạ. À. Chưa xây ạ. À. Chắc cũng chưa có ngày tốt rồi, chắc có ngày tốt người ta cũng xây thôi ha. Dạ thì thông tin đó thì tụi con cũng không biết, còn chỉ ban đầu á thì nghe nói là 49 ngày thì sẽ xây mộ, nhưng mà do giống như là tiến độ nó chậm sao đó, do phải điêu khắc đục đẽo gì đó. Nó giống như là cậu Năm Vũ Linh là một người hát nhạc ca cổ cải lương, hồ quản phải làm những cái mộ nó đặc biệt hơn sao đó, khác hơn người ta xíu nên phải có sự tỉ mỉ nên lâu. Nghe nói lại thì trong vòng 100 ngày, nhưng mà không biết ngày nào thì tụi con cũng không biết chính xác. Dạ. Thì cô chú cũng hỏi nhiều thì con cũng chia sẻ là trong vòng 100 ngày thôi. Thì người nhà cũng có thông tin là thấy được cái bản vẽ. Dạ. Quá quý luôn cô chú đi ngang ghé đây. Con rồi anh em rồi thấy hưởng mộ
ca sĩ gì dữ lắm. Dạ. Cải lương là số 1 luôn á. Dạ. Trước giờ chú có vẫn nghe cải lương của cậu Năm Vũ Linh chứ hả chú? Có. Dạ. Nhất. Dạ hả? Dạ, mình có khi nào mình gặp chú Vũ Linh ngoài đời chưa? Chưa gặp. Coi trên TV không à? Dạ, coi trên TV ha. Là mến mộ trên TV. Quá nhất số 1 luôn. Lắm. Dạ. Ai cũng thương, ai cũng mến. Giọng ca là ok luôn. Dạ. Đi vào lòng người luôn á. Dạ. Ừ, sau khi cậu Năm đã mất rồi thì con xin hỏi chú một câu ha, là chú có còn muốn nghe cậu Năm hát nữa không? Tại vì nó còn trên nghe thì dạ. Nghe giờ những cái băng lại băng thôi. Đĩa, dạ. Vẫn thích nghe lắm. Bạn thích nghe. Anh thích nghe. Dạ. Ba quý luôn. Chú con có hỏi chú năm nay nhiêu tuổi rồi chú? 69 tuổi á. 69 vậy là lớn hơn cậu Năm ha. Lớn hơn cậu Năm Vũ Linh nữa. Thì chú 69 tuổi rồi. Thì tuổi đời cũng khá là cao rồi. Chú có thấy cái một cái đám tang nào mà nó lớn và nó kéo dài như vậy chưa chú? Không thấy. Thấy yeah. đầu tiên thấy Vũ Linh là lớn nhất á. Dạ. Thấy hoành tráng á. Dạ. Ta đi là coi như là đông lắm. Đông, dạ. Rồi đạp lấn qua mộ của người khác nữa, thấy quay cái cảnh đó nữa. Dạ, đó. Dạ, dạ. Có nghĩa là cái đó là những cái sơ suất của khán giả. Dạ. Thì giờ người ta rắn, ai cũng rắn vô coi. Dạ, vô coi. Rồi vô tình làm hư mộ xung quanh. Không phải là hư nhưng mà đạp những cái cây bông hoa của người ta. Dạ, dạ. Thì cái đó là những sơ suất của khán giả. Dạ. Thì chuyện đó cũng lâu rồi. Mọi người cũng hoan hỷ, bỏ qua xí xó qua hết mấy chuyện đó là cũng lâu rồi. Dạ. Thật sự mà hôm nay chú chia sẻ thì con thấy cũng rất là vui. Chú đã 69 tuổi rồi mà chưa bao giờ thấy Dạ. Cái đám tang lớn nhất. Dạ. Quá quý luôn cả gia đình mình hôm nay đi. Rồi bây giờ mình anh em cột chèo. Dạ, anh em cột chèo hả? Dạ. Anh nói vài tiếng đi anh. Dạ. Rồi, năm nay chị nay 78 tuổi rồi. 7 bao nhiêu ạ? 78. 78 tuổi. Khóc. Được khóc hả? Trời. Hồi đó giờ nó bị tai biến. Dạ. Tới giờ mình đã biến giờ nó không nói kìa không được. Dạ. Ồ, chú xúc động, chú khóc luôn. Chú thấy vũ cậu Năm Vũ Linh thương hả sao mà chú thấy chú khóc vậy? Thấy cảm động quá. Dạ. Trời ơi. Cảm động quá. Rồi thấy mộ của chú Vũ Linh sao bác? Quá đẹp. Quá đẹp ha. Kỹ lưỡng quá. Dạ. Trời ơi, khóc luôn rồi cả nhà ơi. Bị quá, bị tai biến hả? Con ở xuống luôn hả? Dạ, con ở đây sáng từ chiều tụi con chiều con về ở đây để gọi là chăm sóc rồi lau chùi quét dọn mộ cho nó sạch sẽ để cho khách đến viếng được thấy trang nghiêm lịch sự hơn. Trang nghiêm quá, trang nghiêm quá. Dạ. Rồi chú thấy là trang nghiêm ha? Dạ, trang nghiêm quá. Mộ thì chưa có. Dạ. Dạ, chỉ lát một tấm lát đan qua một phần thôi, mộ thì chưa có. Quá quý luôn, bị tai biến mà con thấy chú đi nhích nhích vô thấy tội quá, vô đây thắp hương. Dạ. Đi bị thì được không tết giờ. Dạ. Phải đợi không tết giờ, đi đứng không được, có nói chuyện không được luôn. Nói chuyện không được luôn. Khó quá. Hả? Khó quá. Rồi. Rồi, mình bây giờ mình đi về hả chú ha? Dạ, mình về nhà ha. Thăm ghé thăm chú Vũ Linh. Cấp nãy con thấy chú nói gì với chú Vũ Linh á, hồi hướng gì chúc chú Vũ Linh cái gì đó chú? Dạ. Trời, chú khóc rồi cả nhà ơi, chú nói không được luôn, chú khóc mắt chú đỏ luôn. Dạ. Mệt quá, nó mệt đứng quá. Không được. Dạ, chú ngồi xuống đó đi ạ. À. Rồi. Giờ ta chân yếu lắm, đi đứng khó quá coi. Dạ. Khó quá, khó đi đứng lắm đó. Dạ, vậy là chú là anh em cục chèo với chú hồi nãy. Đi về ha. Rồi. Đi được không? Nín tay con nè, vịn tay con nè. Vịn vai con nè, vịn vai con đi. Rồi. Đi ra luôn dịnh dai con ha. Dạ. Dạ. Nó thì chú thì phải đi phải dịnh dai cả nhà. Dịnh dai. Rồi cái cô áo đỏ đó là cái gì của chú? Đó. Dâu. Dâu hả? Dâu. Đây là cháu. Cháu. Dâu bà. Đó, rồi đưa ra xe luôn. Qua quỷ luôn. Rồi con cảm ơn chú cấp dạ đã đến viếng mộ cậu Năm Vũ Linh. Và con chúc chú nhiều sức khỏe nha. Thôi mình đi ra đây cho đi dễ nha, đi qua quẹo qua đây. Quẹo qua cái đường bên đây. Bị tai biến mà còn phải đi xuống xe đi nhắc đang vịn vai em luôn cả nhà. Đây. Đang vịn vai em đi ra. Đó. Rồi lên xe. Rồi, dạ. Rồi, chào cả nhà nha. Đó, lên cẩn thận chú ơi, lên đúng rồi.
Rồi con chúc cả nhà mình về bình an và sức khỏe nha. Tạm biệt cả nhà. Quá quý cả nhà ơi. Rồi xe bây giờ cũng chuẩn bị lăn bánh rồi. Thì cũng rất là may gặp cô chú anh chị ở Bình Phước đã ghé thăm mộ cô Năm Vũ Linh, hồi hướng và chúc cho cô Năm Vũ Linh được vãng sanh, rồi sau đó cũng xe cũng lăn bánh để trở về nhà. Chúc gia đình mình về sức khỏe, chúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc cho chú, cho bác được nhiều sức khỏe nha. Và bây giờ em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cả nhà mình ở những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.